Tây phương Cực Lạc là nơi giáo hóa của Ngài A-di-đà. Bởi vậy, có thể khẳng định mẫu tượng Phật A-di-đà ngồi thiền mang lại sức truyền cảm mạnh mẽ về sự thanh tịnh, an nhiên. Ngài tọa lạc trên đài sen cao quý, các lớp cánh sen mềm mại và uyển chuyển. Hai tay của Phật A-di-đà kết lại vào nhau và nâng một chiếc bát nhỏ. Ngài mặc áo cà sa vuông cổ, trước ngực có chữ vạn. Không những thế, sản phẩm còn khắc họa các tướng tốt của Đức Phật hết sức sống động. Các bạn có thể thấy vai và trán của Ngài tròn đầy, ngón tay thon dài, hai chân mày cong như cánh cung. Trên mái tóc xoắn ốc của Ngài có nhục kế nhô lên. Những chi tiết đó đều toát lên vẻ đẹp phúc hậu, đoan chính. Ngoài ra, Ngài có cổ cao ba ngấn, dáng tay cũng dày và dài hơn người thường. Trong đạo Phật, những tướng tốt kể trên đều được hình thành nhờ công đức tu hành của nhiều kiếp trước. Đồ đồng Dung Quang Hà, nơi chia sẻ kiến thức về các sản phẩm đồ đồng. Hãy like và subscribe để cập nhật những sản phẩm mới nhất.